này. Khán giả xin quý mến, đây là những hình ảnh từ chảo lửa Thành Nam, sân vận động Thiên Trường, nơi chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến của trận đấu vòng 21 giải vô địch quốc gia Night World V-League 2022 của đội sức giao đội chủ nhà Nam Định và đội khách Đông Á Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì các cầu thủ chủ nhà Nam Định ra sân với trang phục áo trắng quần xanh tất xanh, còn đội khách Đông Á Thanh Hóa mặc áo đỏ quần trắng tất đỏ. Ở hiệp đấu đầu tiên này, câu lạc bộ Nam Định sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, trợ lý 1 là ông Nguyễn Trung Hậu, trợ lý 2 là ông Trần Văn Hải, trọng tài bàn là ông Nguyễn Trung Kiên. Đây là một trong 3 trận đấu sớm của vòng 21 giải V-League quốc gia Night World. Vào lúc 17 giờ đã diễn ra trận đấu giữa SH Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, một trận đấu giữa hai đội bóng đang chạy đua cho tấm vé trụ hạng. Và kết thúc hiệp 1 thì tỷ số vẫn đang là không đều tại sân Hòa Xuân. Trận đấu giữa Nam Định và Đông Á Thanh Hóa vừa được bắt đầu. Khán giả đến sân Thiên Trường ngày hôm nay khá đông và đang tạo nên một bầu không khí lễ hội để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò viên Vũ Hồng Việt trong trận đấu rất quan trọng trước Đông Á Thanh Hóa. Và lúc này thì câu lạc bộ Nam Định vẫn đang trong cuộc đua giành tấm vé chủ hạng ở mùa giải năm nay. Và sau 18 trận đấu, lúc này câu lạc bộ Nam Định đang có 19 điểm. Họ chỉ hơn đội cuối bảng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vỏn vẹn 2 điểm mà thôi. Trong khi Đông Á Thanh Hóa đang có vị trí thứ 6, vị trí giữa bảng xếp hạng với 24 điểm. Trên lý thuyết thì Đông Á Thanh Hóa vẫn có thể xuống hạng, nhưng tỷ lệ là không cao. Và nhìn lên phía trên bảng xếp hạng thì họ cũng không còn có khả năng để chạy đua vào top đầu. Cho dù trên lý thuyết thì vẫn còn, nên có thể nói là Đông Á Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại coi như có thể đã yên tâm và không còn nhiều động lực. Diễn ra cùng giờ với trận đấu này là cuộc đọ sức tại sân Quy Nhơn giữa một đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch là Top Lane Bình Định và một câu lạc bộ đang chạy đua để giành tấm vé trụ hạng, đó là đội bóng đang xếp áp chót, câu lạc bộ Sài Gòn. Sài Gòn vào lúc này cũng đang có 19 điểm giống như câu lạc bộ Nam Định. Để tiện quý vị theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin được thông báo đội hình ra sân của hai câu lạc bộ trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía câu lạc bộ Nam Định trong thành là thủ môn trẻ Trần Liêm Điều, các cầu thủ số 2 Đinh Viết Tú, số 3 Phạm Mạnh Hùng đội trưởng, số 7 Phạm Minh Nghĩa, số 8 Nguyễn Đình Sơn, số 10 Trần Mạnh Hùng, số 16 Nguyễn Đình Mạnh, số 27 Trần Ngọc Sơn, số 39 Trần Trung Hiếu, số 77 Mai Xuân Quyết và số 80 là tiền đạo ngoại Victor Masaray, huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà là ông Vũ Hồng Việt. Bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ra sân trong đội xuất phát gồm có thủ môn số 25 Nguyễn Thanh Diệp, cao thủ số 4 Đàm Tiến Dũng, số 5 Nguyễn Minh Tùng đội trưởng, số 8 Pinto, số 10 Lê Văn Thắng, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 15 Trịnh Văn Lợi, số 16 Đinh Tiến Thành, số 34 Doãn Ngọc Tân, số 95 Gustavo Santos và số 99 Gustavo Santos Costa của đội người Brazil. Pha xử lý của Mai Xuân Quyết. Những phút đầu tiên trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận thăm dò của cả đôi bên. Trung Hiếu, trên lý thuyết thì ngày hôm nay câu lạc bộ Nam Định chỉ chơi với một ngoại binh duy nhất, đó là Victor Masaray trên hàng tấn công, cùng với cầu thủ nhập tịch ở tuyến dưới là Trần Trung Hiếu. Nam
Tú. Đang bỏ xa đội xếp thứ nhì là câu lạc bộ Hải Phòng 5 điểm. Và lúc 17 giờ ngày mai cũng sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm, một trong trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến ngôi vô địch mùa này giữa hai đội bóng đang dẫn đầu vào hàng xếp hạng, khi câu lạc bộ Hải Phòng tiếp câu lạc bộ Hà Nội trên sân Lạch Tray. Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến ban tổ chức quyết định thuê tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray vào chiều mai để đảm bảo tính công bằng và khách quan cho giai đoạn nước rút của mùa giải năm nay trong một trận đấu cực kỳ quan trọng. Và lúc này trận đấu tại Hòa Xuân giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, cuộc chiến giữa hai đội bóng cũng đang tìm kiếm những điểm số để an tâm trụ hạng vẫn đang là không đều. Tình huống dàn xếp tấn công không thành công của cao thủ Nam Định. Trước khi bước vào trận đấu này thì hai đội vừa để thua hai trận liên tiếp, với câu lạc bộ Nam Định là thất bại 0-2 trước Top Lane Bình Định và trận thua 2-5 trước câu lạc bộ Hà Nội. Đó đều là những thất bại có thể hiểu được khi mà thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải đối mặt với hai đội bóng đang trong cuộc đua vô địch và có lực lượng rất mạnh hơn hẳn so với đội chủ sân Thiên Trường. Trung Hiếu. Trọng tài xác định là bóng đã ra ngoài sân. Nếu như câu lạc bộ Nam Định vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp trước các ứng cử viên vô địch là câu lạc bộ Top Lane Bình Định và câu lạc bộ Hà Nội, thì Đông Á Thanh Hóa sau mạch 4 chiến thắng liên tiếp vừa bị đưa trở lại mặt đất với hai thất bại, đó là trận thua trên sân nhà với tỷ số 0-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng và một thất bại cũng với tỷ số tương tự trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu thứ 20. Pinto, tiền vệ trung tâm Jose Pinto người Brazil đã từng là học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trước đây ở câu lạc bộ Quảng Nam. Lê Văn Thắng. Dù không thực sự còn nhiều mục tiêu và động lực để phấn đấu, nhưng chúng ta có thể thấy là cầu thủ Đông Á Thanh Hóa vẫn đang thi đấu đầy quyết tâm. Cú sa chân vừa rồi là của Gustavo Santos Costa. Victor Mansaray vẫn là cầu thủ người Mỹ, đường truyền rất hợp lý, dứt điểm ngay, cơ hội đá rồi. Victor Mansaray vẫn là cầu thủ Nam Định, đánh đầu máy xuất quyết không thể dứt điểm. Cầu thủ Đông Á đã lùi về rất nhanh để ngăn cản cơ hội vừa rồi của câu lạc bộ Nam Định và phản công cho Đông Á Thanh Hóa. Gustavo, và cản phá tốt của đội trưởng Mạnh Hùng, một quả phạt cho câu lạc bộ Nam Định.
một cú dứt điểm đập đất khá bất ngờ. Đó là pha xử lý của Trần Ngọc Sơn, cầu thủ mới 19 tuổi bên phía câu lạc bộ Nam Định. Ngọc Sơn cũng đang là cầu thủ trẻ nhất trên sân vào lúc này. Pha dứt điểm đập đất đã khiến thủ môn Thanh Diệp bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Victor Massare, nhưng tiền đạo người Mỹ cũng không thể thực hiện ngay cú dứt điểm. Trần Trung Hiếu tiếp tục là cầu thủ trẻ Trần Ngọc Sơn bên phía Nam Định. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sử dụng tới 4 cầu thủ U23 trong đội xuất phát của Nam Định ở trận đấu ngày hôm nay. Trần Ngọc Sơn vào lúc này đang bị đau. Ngoài Trần Ngọc Sơn thì những cầu thủ U23 khác trong đội xuất phát của Nam Định gồm có Nguyễn Đình Sơn, cầu thủ mang áo số 8, Mai Xuân Viết số 77 và thủ môn Trần Liêm Điều 21 tuổi. Đội ra sân của câu lạc bộ Nam Định cũng tương đối trẻ ở trận đấu ngày hôm nay, tuổi đời chỉ là 24 tuổi rưỡi, trong khi tuổi trung bình của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong đội xuất phát của họ là 28,3, tức là hơn gần 4 tuổi so với câu lạc bộ Nam Định. Sẽ có một quả phạt cho đội chủ sân Thiên Trường ở bên phía cánh trái. Trước bóng đang là Đình Sơn. Nguyễn Đình Sơn cú đá thẳng, bóng đã đi vào sàn ngang. Đó là một pha dứt điểm của Nguyễn Đình Sơn. Như vậy là lúc này trên sân Quy Nhơn, Top Lane mình đã có được bàn mở tỷ số vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn ngay ở những phút đầu tiên. Trên sân Hòa Xuân thì trận đấu giữa SH Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang có tỷ số không đều. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội chủ nhà, pha phạm lỗi của Phạm Minh Nghĩa. Cú đá thẳng vào chân Gustavo Santos. Và đỡ bóng của thủ môn Trần Liêm Điều. Một quả phạt góc dành cho đội khách. Cú đá rất xoáy của Lê Phạm Thành Long. Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả phạt góc. Tiến Dũng, bóng đập chân một cầu thủ áo trắng. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.
ngoài mình có thể hình lý tưởng. Và cả các trung vệ của Đông Á Thanh Hóa đều đang có mặt trong vòng cấm của câu lạc bộ Nam Định. Nhưng thủ thành Trần Liêm Điều đã kiểm soát được pha bóng vừa rồi, dù phải mất tới 2 nhịp. Mạnh Hùng. Xuân Quyết. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa, pha phạm lỗi của Đinh Tiến Thành. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này thì câu lạc bộ Nam Định sẽ có 22 điểm, bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai trước khi bước vào vòng đấu thứ 21. Mai Xuân Quyết, Mạnh Hùng, vẫn chưa có một pha bóng thực sự nguy hiểm nào được hai bên tạo ra cho tới lúc này. Phạt dành cho câu lạc bộ Nam Định. Pha phạm lỗi là của đội trưởng Minh Tùng với Victor Mansare. Trận đấu lượt đi mùa giải năm nay, hai đội đã hòa nhau một đều trên sân Thanh Hóa. Người ghi bàn cho Thanh Hóa đó là Paulo Pinto, và cầu thủ ghi bàn cho câu lạc bộ Nam Định là Rodrigo. Mai Xuân Kiên rất cố gắng để ngăn cản, nhưng quả là cầu thủ người Brazil bên phía Đông Á Thanh Hóa quá khỏe. Cuối cùng trọng tài đã thổi phạt Mai Xuân Quyết. Trước khi phải nhận những thất bại trước hai ứng cử viên vô địch là Bình Định và câu lạc bộ Hà Nội, thì câu lạc bộ Nam Định đã có được những chiến thắng rất quan trọng trước các đối thủ trực tiếp như SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiến thắng trong những trận cầu 6 điểm cực kỳ quan trọng. Dưới thời huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thì đội chủ sân Thiên Trường dường như đã lột xác cả về tinh thần lẫn lối chơi. Nam Định bây giờ chơi kiểm soát bóng và sử dụng bóng ngắn nhiều hơn. Victor Mansare vẫn không thể qua được hàng phòng ngự đang được tổ chức tốt của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Mai Xuân Quyết. Và tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Paulo Pinto. Ám sát rất nhanh của đội trưởng Phạm Mạnh Hùng với Gustavo Santos.
phạm lỗi cần thiết của Phạm Mạnh Hùng. Nếu để Gustavo Santos vượt qua thì sẽ là khá nguy hiểm với khung thành của Trần Liêm Điểu. Đông Á Thanh Hóa đang có đôi chút lợi thế về thành tích đối đầu với câu lạc bộ Nam Định thời gian gần đây. Mà trong 5 trận đấu gần đây giữa hai đội, Đông Á Thanh Hóa thắng 3 trận, hòa 2 trước câu lạc bộ Nam Định, tức là họ đang có thành tích bất bại trước đội chủ sân Thiên Trường trong 5 trận đấu gần nhất. Lê Phạm Thành Long và dàn xếp đá phạt không thành công của Đông Á Thanh Hóa. Tình huống dâng lên tham gia tấn công. Và xử lý không tốt của Victor Mansaray. Của Gustavo. Vinh Sơn. Đông Á Thanh Hóa vào hiện nay đang là trợ lý Tara Sinjevic do huấn luyện viên Petrovic và lúc này vẫn đang dưỡng bệnh. Victor Mansaray. Bóng đến chân cao thủ Đông Á Thanh Hóa, Gustavo Santos. Hai đội đang truyền hỏng tương đối nhiều ở khu vực giữa sân. Đinh Tiến Thành. Gustavo Santos. Một quả phạt dành cho đội khách. Pha phạm lỗi của Trần Trung Hiếu. Đang chơi ở vai trò đánh chặn từ xa. Khoảng cách đến khung thành của thủ môn Trần Liêm Điểu là rất xa. Nhưng rất có thể vẫn sẽ là một pha dứt điểm thẳng với cách lấy đà như thế này. Dứt điểm. Đó là một cú sút thẳng. Lực sút khá căng nhưng bóng đi không chính xác. Vẫn là Đặng Tiến Dũng. Và xử lý tốt của Minh Nghĩa. Vẫn là các cầu thủ chủ nhà Victor Mansaray. Không được. Và chạm bóng sau đó lại hơi thiếu cảm giác. Đó là Nguyễn Đình Mạnh. Trên mảnh chúng ta là ông Tara Zicevic, người đang trực tiếp chỉ đạo câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thời điểm này. Thì mà huấn luyện viên trưởng Petrovic vẫn đang chữa bệnh. Trần Trung Hiếu
Minh Nghĩa. Trung Hiếu. Minh Nghĩa. Đó lại là một đường chuyền tốt. Pha tháo bóng không tốt. Đình Sơn. Tiếp tục là pha treo bóng vào trước khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Không thể chạm chân vào bóng. Pha băng vào để nhận đường chuyền của Đình Sơn là Trần Ngọc Sơn. Bóng đi hơi xoáy và Trần Ngọc Sơn dù đã dướn hết sức nhưng vẫn không thể chạm chân vào bóng để có thể tạo ra một pha bóng bất ngờ. Mạnh Hùng. Đình Sơn. Trần Trung Hiếu. Victor Massare. Và phối hợp tốt của các thủ Nam Định. Không kịp. Lê Phạm Thành Long. Đinh Tiến Thành. Minh Tùng. Đàm Tiến Dũng. Paulo Pinto. Cho tới lúc này thì Paulo Pinto vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải năm nay với 6 pha lập công. Đứng thứ hai là Gustavo Santos với 4 bàn thắng. Trong khi người ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ Nam Định mới chỉ có 3 pha lập công, đó là Trần Mạnh Hùng, cầu thủ mang áo số 10. Bóng đang có hàng tấn công mạnh nhất V-League cho tới lúc này là câu lạc bộ Hải Phòng và Top Elan Bình Định, thì mỗi đội đã có 20. Xin lỗi quý vị, là câu lạc bộ Hà Nội với 37 pha lập công. Hải Phòng và Bình Định chỉ là hai đội bóng đứng thứ hai với 29 pha lập công mỗi đội. Đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất là Viettel thì mới phải nhận 13 bàn thua. Và xử lý an toàn của Phạm Mạnh Hùng. Một quả phạt góc dành cho Đông Á Thanh Hóa. Đinh Tiến Thành, Gustavo Santos. Gustavo và cả Paulo Pinto, những cầu thủ có chiều cao rất tốt bên phía Đông Á Thanh Hóa đều đã có mặt trong vòng cấm của câu lạc bộ Nam Định. Nguy hiểm, tiếp tục là pha đá bóng của Trần Liêm Điều. Môn trẻ Trần Liêm Điều cho tới lúc này đang có màn trình diễn tốt, thi đấu tự tin, an toàn. Đã có pha phạm lỗi của Trịnh Văn Lợi. Chân cao thủ Đông Á Thanh Hóa nhưng ngay sau đó cũng là một đường chuyền hỏng. Trần Trung Hiếu vừa rồi đã phán đoán tốt và cắt được đường phối hợp của cao thủ Đông Á Thanh Hóa. Pha lấy bóng vừa rồi là của Paulo Pinto. Trịnh Văn Lợi. Paulo Pinto đường chuyền lên cho Gustavo Santos. Không vào. Suýt nữa có một pha đốt lưới nhà.
sức ép từ phía Gustavo Santos đã khiến Minh Nghĩa buộc phải phá bóng về và suýt nữa đã có một pha đốt lưới nhà. Bóng đã đập cột dọc. Đường chuyền là khá tốt của Paulo Pinto. Một tình huống mà Minh Nghĩa đã phá bóng đi hết đường biên ngang trong thế không thuận lợi thì đã bị một tác động từ phía Gustavo Santos ở phía sau. Anh đã phá bóng khi đang ngã. Pha đỡ bóng của Liêm Điểu. Bóng vẫn còn không vào. Vẫn không vào. Lưới của câu lạc bộ Nam Định đã rung lên nhưng bàn thắng này không được công nhận. Một tình huống ghi bàn khi đã có lỗi ở trong khu vực cấm địa của câu lạc bộ Nam Định. Trước đó là hai tình huống cứu thua liên tiếp của thủ môn Trần Liêm Điểu. Pha đánh đầu rất mạnh của Gustavo Santos. Bóng đã trong tầm kiểm soát của thủ môn Trần Liêm Điểu nhưng trung vệ Gustavo vẫn đã cố gắng thực hiện pha dứt điểm. Hai phần ba thời gian của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua và tỷ số trên sân Thiên Trường vẫn đang là không đều. Những cơ hội được tạo về khung thành của hai thủ môn đang ngày một nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Đình Sơn, Trung Hiếu. Đường chuyền về của Trần Trung Hiếu. Trung Hiếu không được. Đông Á Thanh Hóa chơi pressing tầm cao ở những phút vừa qua khiến cho các cầu thủ ở tuyến dưới của câu lạc bộ Nam Định lúng túng và thực hiện rất nhiều đường chuyền hỏng. Minh Tùng, Nam Tiến Dũng. Minh Tùng. Gustavo. Gustavo Santos. Khá bình tĩnh. Trung Hiếu. Lại một đường chuyền hỏng lên phía trên. Rất may là các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã không kiểm soát được trái bóng ở tình huống chuyền hỏng vừa rồi của Trung Hiếu. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đình Sơn. Minh Nghĩa rất nguy hiểm. Những cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định cần phải xử lý bóng an toàn hơn, nhanh hơn, chuyền bóng sớm hơn. Và xử lý bóng rườm rà và thiếu dứt khoát như thế này rất có thể sẽ phải trả giá ở một thời điểm nào đó. Một pha bóng mà Minh Nghĩa đã vấp, sau đó anh bị ngã và ôm lấy trái bóng. Nếu như bóng đến chân cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa tình huống vừa rồi thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra với khung thành của Trần Liêm Điểu. Lê Phạm Thành Long nhường lại quyền đá phạt cho Paulo Pinto. Paulo Pinto chỉ là một cầu thủ tiền vệ. Tuy nhiên anh lại đang là chân sút tốt nhất của Đông Á Thanh Hóa với 6 pha lập công cho tới lúc này. Pinto là mẫu tiền vệ mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt rất thích. Và đá phạt của Paulo Pinto. Hai cầu thủ Đông Á Thanh Hóa không hiểu ý nhau. Đội phản công cho Nam Định, Victor Massare. Vẫn là các cầu thủ áo trắng nhưng tình huống phản công đã không thể tạo ra được bất ngờ. Đường bóng cuối cùng lại thiếu đi sự chuẩn xác khiến cho pha phản công nhanh của câu lạc bộ Nam Định không thể tạo ra được bất ngờ. Đình Sơn. Pha ngăn cản thành công của Đàm Tiến Dũng với Mạnh Hùng.
tranh chấp giữa hai cầu thủ cũng có thể coi là ngoại binh, dù Trần Trung Hiếu đã nhập tịch. Gustavo. Lê Phạm Thành Long. Minh Tùng. Đàm Tiến Dũng. Gustavo. Pha xử lý của Gustavo Santos. Phạm Mạnh Hùng đã kịp lùi về để cắt đường truyền của Gustavo Santos cho Lê Văn Thắng. Lỗi của Mai Xuân Quyết. Minh Tùng. Gustavo. Đường truyền không chính xác cho Paulo Pinto. Mạnh Hùng. Sau Đông Á Thanh Hóa, những đối thủ còn lại của câu lạc bộ Nam Định ở mùa giải năm nay sẽ là BKMX Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Sài Gòn. Và ở vòng đấu cuối cùng ngày 19 tháng 11, họ sẽ làm khách trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An. Trận đấu ở vòng áp chót đối đầu với đối thủ trực tiếp câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Thiên Trường là cực kỳ quan trọng. Trong 5 trận đấu còn lại, câu lạc bộ Nam Định chỉ còn thi đấu sân nhà 2 trận, đó là 2 trận liên tiếp gặp câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Sài Gòn. Mùa giải năm nay sẽ chỉ có một đội duy nhất xuống hạng, nhưng cuộc đua để tránh khỏi suất xuống hạng duy nhất đó đang diễn ra cực kỳ khốc liệt. Khoảng cách giữa các đội bóng trong vòng cuối là rất xít sao. Đây thực sự là một giai đoạn không có chỗ cho những sai lầm. Những sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Trần Ngọc Sơn không vượt qua được cầu thủ thứ hai. Và cắt bóng của đội trưởng Phạm Mạnh Hùng. Hùng đang thực sự là thủ lĩnh phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Gustavo. Đinh Tiến Thành. Này của đội sân giữa SH Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hòa Xuân đã bước vào khoảng thời gian cuối trận và tỷ số vẫn đang là không đều. Rất có thể Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận thứ 9 liên tiếp không thắng, một kỷ lục đáng buồn của đội chủ sân Pleiku của thầy trò Kia Tin Sắc. Bị trọng tài thổi phạt.
chiếc bóng là Nguyễn Đình Sơn. Đình Sơn. Gustavo Santos. Không có nhiều cầu thủ để thực hiện một tình huống phản công nhanh, nhưng vẫn còn cơ hội với các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Cầu thủ đang bị đau là Lê Văn Thắng. Văn Thắng đang ra dấu xin thay người. Trong khoảng thời gian dẫn dắt thay Pejovic, trợ lý Tana Zidovic đang gặt hái thành công nhất định. Tâm điểm vào chiều mai giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Hà Nội, hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu như câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng thì cuộc đua vô địch sẽ rất hấp dẫn ở những vòng đấu cuối. Ở chiều ngược lại, nếu như Hà Nội ra về với 3 điểm thì rất có thể là cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này sẽ sớm kết thúc. Điểm giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng đang là 5 điểm trước khi bước vào trận đại chiến trên sân Lạch Tray chiều mai. Và Hà Nội còn có cả lợi thế là thi đấu kém đối thủ của mình một trận nữa. Lê Văn Thắng đã rời sân trên càng. Mục tiêu của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định là sẽ giúp đội chủ sân Thiên Trường trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trước khi tính tới những mục tiêu tiếp theo ở mùa giải 2023. Trần Trung Hiếu. Không được. Vẫn là các cầu thủ Nam Định. Dứt điểm trúng người Gustavo. Vẫn là đội chủ nhà Đinh Sơn. Sẽ chỉ có một quả phạt góc dành cho đội chủ nhà. Như vậy là Đông Á Thanh Hóa đã có sự thay đổi cầu thủ đầu tiên. Lê Văn Thắng bị chấn thương không thể tiếp tục trận đấu này. Nhường chỗ cho Amit số 27. Lê Văn Thắng đã sớm phải kết thúc trận đấu khi mà hiệp 1 chưa khép lại. Bây giờ sẽ là quả phạt góc dành cho đội chủ nhà Nam Định. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số trên sân Thiên Trường vẫn đang là không đều. Trận đấu mà câu lạc bộ Nam Định vẫn còn rất nhiều động lực, trong khi Đông Á Thanh Hóa gần như không còn mục tiêu và động lực để phấn đấu. Dứt điểm. Không vào. Và dứt điểm bóng đi rất căng nhưng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Đông Á Thanh Hóa là Nguyễn Thành Diệp. Đó là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Đinh Mạnh. Nguyễn Thành Diệp đã có phần hơi bất ngờ ở tình huống này khi bị che mất tầm nhìn. Trần Victor Massare. Vẫn là Victor Massare không vượt qua được chỗ chặn cuối cùng là Gustavo. Vẫn là cao thủ Nam Định. Mạnh Hùng. Trần Ngọc Sơn đã để mất bóng đáng tiếc. Minh Nghĩa.
Trần Trung Hiếu. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Phạm Mạnh Hùng. Trung Hiếu. Minh Nghĩa. Một chỉ có một phút đá bù giờ. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại của hiệp đấu thứ nhất thì hai đội khó có thể thay đổi được bảng tỷ số trên sân. Paulo Pinto. Pha xoay người dứt điểm ngay nhưng không trúng bóng. Paulo Pinto cũng là một mẫu cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt với những cú sút căng, cú sút cực kỳ uy lực và chính xác. Nếu để cho Paulo Pinto khoảng trống trong khoảng cách 25 đến 30 mét thì khung thành của câu lạc bộ Nam Định sẽ bị đe dọa. Bây giờ sẽ là một quả phạt cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bên phía cánh phải. Trung vệ Gustavo đã có mặt trong vòng cấm của Nam Định. Đứng trước bóng như thường lệ vẫn là Đàm Tiến Dũng. Tiến Dũng. Bóng chạm đầu cầu thủ bên phía câu lạc bộ Nam Định, đó là Đinh Viết Tú. Tiếp tục là quả phạt góc dành cho Đông Á Thanh Hóa. Tình huống này có lẽ cũng sẽ là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Vẫn là Đàm Tiến Dũng thực hiện quả phạt góc. Nguy hiểm. Tiếng còi kết thúc hiệp một trận đấu của trọng tài Nguyễn Văn Duẩn đã vang lên. Hai đội Nam Định và Đông Á Thanh Hóa rời sân tạm nghỉ hơn 10 phút với tỷ số không đều. Một hiệp đấu diễn ra khá cân bằng, không thực sự có nhiều cơ hội được tạo ra. Một hiệp đấu mà hai đều chơi khá thận trọng, đặc biệt là đội chủ nhà câu lạc bộ Nam Định. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ hơn 10 phút trước khi trở lại. Thời. Không được, vẫn là Di Mario. Dứt điểm. Ba! Cầu thủ ghi bàn không ai khác lại là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, người con của Bình Định. Sau rất nhiều năm không chơi cho đội bóng quê hương thì Hồ Tấn Tài đã trở về với Top Melem Bình Định. Và hôm nay một lần nữa anh lại ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay. Thật sự Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng cảm giác và không gian ghi bàn của Hồ Tấn Tài thì thực sự là rất nổi bật. Sân Quy Nhơn gần như nổ tung sau bàn thắng vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Ở mùa giải trước thì Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng anh cũng đã có 3 bàn thắng tại V-League năm 2020 cho BKMX Bình Dương. Và mùa giải năm nay mới chỉ qua 4 vòng đấu thôi thì Hồ Tấn Tài đã có cho mình 2 bàn thắng. Số bàn thắng mà nhiều tiền đạo còn phải ao ước. Quá đẳng cấp. Thật sự là quá đẹp. Các tiền đạo nếu xem tình huống dứt điểm này của Hồ Tấn Tài sự thì còn phải học rất nhiều. Phí Sơn dứt điểm. Thêm một lần nữa hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Petrovic. Hoàng Anh đã khiến cho đôi chân của huấn luyện viên Petrovic không còn đứng được nữa, ông đã đổ sụp bên ngoài đường biên. Một tình huống dứt điểm từ tuyến này, không một cầu thủ đánh chặn nào của Đông Hoàng Thanh Hóa ngăn chặn. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng của Vinh Sơn, không một ai chọc kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đông Hoàng Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này.
đó là vai trò của Hữu Dũng, là của Lê Phạm Thành Long và cả của Pinto nữa. Dứt điểm quá thoải mái luôn. Và ngay sau pha dứt điểm này, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, huấn luyện viên Petrovic đứng không còn vững. Pha dứt điểm thực sự là quá hay. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đang đề cập đến, đó là sự thất vọng. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Vương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên. Của BKV Bình Dương, Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ xuất ra, tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó là một cú đá rất bất ngờ. Ngay cả bản thân tôi cũng đã bất ngờ khi Tô Văn Vũ quyết định tung ra cú đá ở cự ly như vừa rồi. Một pha bóng mà cựu đội trưởng của BKV Bình Dương không thường xuyên thực hiện ở mùa giải năm ngoái. Nhưng lần này anh đã tự tin tung ra một cú đá rất kỹ thuật. Ở phút thứ 15, Tô Văn Vũ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Một pha ghi bàn đẳng cấp, rất kỹ thuật và đẹp mắt. Ở cú đá thứ hai của đội chủ nhà thì BKV Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số. Thực sự là khó trách Thanh Diệp trong pha bóng này. Tô Văn Vũ đã có một pha xử lý hay, rất quyết đoán. Một pha dẫn bóng và sút bóng theo đúng kiểu Ronaldo, từ cánh trái lắc vào trung lộ và tung ra cú đá mu lay má. Pha giả chân rất nhanh, bóng đi căng và lạng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại cú đá này. Một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo, bóng đi căng và sau đó thì cụp xuống một cách rất nhanh, vượt ra khỏi tầm. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phạm Văn Đức. Nguy hiểm, tuyệt vời, siêu phẩm của Phạm Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Văn Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Văn Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Phạm Văn Đức đã đánh bại LV Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Phạm Văn Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phạm Văn Đức. Cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập vết trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phạm Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Nhưng pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Hãy lặng im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phạm Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Một trận đấu như thế này thì họ sẽ nghiên cứu nhau rất kỹ. Xuân Trường! 1-0 dành cho Hoàng Gia Lai! Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiatisak mang lại niềm vui cho các cổ viên phố núi.
Tỷ số là 1-0. Trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Anh Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không, là SHB Đà Nẵng và Hà Nội, thì bàn thắng mở tỷ số đều đến từ những đường sút xa. 1-0. Lương Xuân Trường. Đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hóc để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân. Và đó là giải pháp mà huấn luyện viên Kiatisak đã động viên các học trò của mình cần phải tự tin và quyết đoán hơn để tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Và bây giờ thì bàn thắng đầu tiên của họ cũng đến từ một bóng như vậy. Niềm vui lần đầu tiên cho các cổ động viên Nam Định. Trước khi Hoàng Xuân Tân có tình huống dứt điểm từ xa thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định. Dario Junho. Dario Junho, pha solo của Junho. Rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0. Một pha solo tuyệt vời của Dario Junho. Thi đấu tương đối bế tắc và nhạt nhòa trong suốt khoảng 70 phút thi đấu. Nhưng Dario Junho đã có một pha solo tuyệt vời. Những cầu thủ Brazil thường là như vậy. Họ thi đấu mang đậm tính chất biểu diễn, nhưng đó lại là những gì mà người hâm mộ được hưởng lợi. Một pha solo qua 5-6 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Dario Junho. Những pha chơi bóng thiếu quyết liệt của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, phần nào họ sợ phạm lỗi trong cuộc 16m50. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng của Dario Junho. Hai cầu thủ, 3, 4. Một pha dứt điểm treo góc đánh bại Dương Quang Tuấn. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Việt Theo. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phạt đá sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Viettel cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Một cú đá thẳng về khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp. Nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Lane Bình Định. Tỷ số là 1-0. Phan Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải. Tuyệt vời! Tôi đã cảnh báo FC Đà Nẵng về Phan Văn Đức nhưng có vẻ như là họ không nghe thấy. Một lần nữa Phan Văn Đức tự chọn cho mình một khoảng trống. Một lần nữa Phan Văn Đức khống chế bước một hoàn hảo. Và cùng với đó là một
Pha ra chân ở chất lượng rất cao, ở đẳng cấp rất cao, một bàn thắng cực đẹp của Bang Đức. Chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp của vòng đấu này. Và không những thế, nó còn là ứng cử viên cực đẹp cho vòng đấu. Không có thể có gì để bàn cãi về bàn thắng này. Thực sự là một siêu phẩm, siêu phẩm ở đẳng cấp quốc tế. Pha đỡ bóng bước một rất vừa vặn để bóng đẩy lên phía trước mặt. Ngay sau đó là một cú vuốt bóng ở đẳng cấp rất cao. Phan Văn Đức đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn bởi những chấn thương và có bàn thắng. Chúng ta hãy cùng quan sát lại bàn thắng này một lần nữa ở một góc quay cực kỳ đẹp mắt. Quý khán giả truyền thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân vận động Thiên Trường ở tỉnh Nam Định để tiếp tục theo dõi những diễn biến trong hiệp 2 trận đấu ở vòng 21 giải quốc gia Night Cup giữa đội chủ nhà Nam Định và đội khách Đông Á Thanh Hóa. Như vậy là ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có sự thay đổi cầu thủ. Số 23 Phan Văn Hiếu đã được tung vào sân. 45 phút đầu tiên của trận đấu này kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, trong một thế trận hai đội có phần khá thận trọng và cũng không có thực sự nhiều cơ hội rõ ràng được tạo về khung thành của hai thủ môn. Hy vọng là hiệp 2 sẽ diễn ra với một kịch bản khác, với một thế trận hào hứng cởi mở hơn so với hiệp đấu đầu tiên và sẽ có những bàn thắng được ghi trên sân vận động Thiên Trường, điều mà khán giả đang rất mong chờ. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với câu lạc bộ Nam Định, bởi họ vẫn đang là một trong những đội bóng chạy đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Như vậy là Phan Văn Hiếu vào sân để thay Trần Ngọc Sơn. Trần Ngọc Sơn là cầu thủ trẻ nhất trên sân được tung vào sân trong đội xuất phát ở trận đấu ngày hôm nay. Bước sang hiệp 2 của trận đấu này, đội chủ nhà Nam Định bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Trận đấu ngày hôm nay, câu lạc bộ Nam Định ra sân với trang phục áo trắng quần xanh tất xanh. Hiệp 2 trận đấu giữa Nam Định và Đông Á Thanh Hóa đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa cũng đã phải có sự thay đổi cầu thủ đầu tiên, sự thay đổi bất đắc dĩ khi Lê Văn Thắng gặp chấn thương,
không thể tiếp tục trận đấu này. Buộc huấn luyện viên của đội khách ông Tanasijevic phải tung Amit vào ở những phút cuối hiệp 1. Trong khi câu lạc bộ Nam Định vẫn đang chạy đua giành vé chỗ hạng thì Đông Á Thanh Hóa đang ở một vị trí khá an toàn. Dù trên lý thuyết là chưa, họ đang bỏ xa vị trí xuống hạng tới 7 điểm và cũng đang kém vị trí đầu bảng và top dẫn đầu với khoảng cách còn lớn hơn. Nên có thể nói là Đông Á Thanh Hóa gần như không còn mục tiêu phấn đấu. Do vậy thì đội khách vẫn đang thi đấu rất nỗ lực cho tới lúc này và gây ra không ít khó khăn cho câu lạc bộ chủ nhà Nam Định. Chí cũng đã tạo ra được những cơ hội ghi bàn. Ở trận đấu sớm nhất vòng đấu này trên sân Hòa Xuân, SHV Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, hai đội bóng cũng đang tìm kiếm một vị trí trụ hạng chính thức, đã cầm chân nhau với tỷ số không đều. Không kịp. Trong khi diễn ra cùng giờ với trận đấu này, Top Lane Bình Định đang dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân đấu của mình thì dẫn trước câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 1-0 trên sân Quy Nhơn. Đó là trận đấu ở hai đầu bảng xếp hạng. Top Lane Bình Định đang trong cuộc đua giành chức vô địch. Họ vẫn còn hy vọng nếu như giành chiến thắng. Trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong những đội bóng đang lâm nguy. Gustavo, Mạnh Hùng, Đinh Viết Tú, và cản phá là của Gustavo rất nỗ lực. Đinh Viết Tú, Mai Xuân Quyết, Viết Tú đưa bóng vào, không được. Một cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa đang bị đau bên phần sân của câu lạc bộ Nam Định. Đó là lý do mà một cầu thủ bên phía đội khách đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Tình huống leo lên khá tốt của Đinh Viết Tú. Đinh Viết Tú cũng là cầu thủ đã từng khoác áo câu lạc bộ Quảng Nam khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt đội chủ sân Tam Kỳ. Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị có sự thay đổi cầu thủ thứ hai. Cầu thủ sắp được tung vào sân là Hoàng Đình Tùng, tiền đạo. Đình Tùng vẫn được biết đến là cầu thủ rất có duyên ghi bàn mỗi khi được tung vào sân và ghế dự bị. Một gà son của Đông Á Thanh Hóa. Đình Tùng vào sân để thay số 15 Trịnh Văn Lợi. Tiến Thành, Đàm Tiến Dũng, đường chuyền không an toàn,
không được, không vượt qua được Minh Tùng. Trần Trung Hiếu, Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và chỉ huy thành công hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Minh Nghĩa, Đào Tiến Dũng đã đọc bài và cắt được đường truyền lên. Đinh Viết Tú, Mai Xuân Quyết, Trần Trung Hiếu, Văn Hiếu, Trung Hiếu. Đình Sơn, Phạm Anh Hùng. Bên phía câu lạc bộ Nam Định đang có hai cầu thủ tên Mạnh Hùng ở trên sân. Phạm Mạnh Hùng đội trưởng đá hậu vệ và Trần Mạnh Hùng số 10 đá tiền vệ. Cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ sân Thiên Trường cho tới lúc này với 3 bàn thắng. Cao chân của Trung Hiếu. Ba trận đấu còn lại của vòng 21 giải quốc gia Naiwop sẽ diễn ra vào ngày mai. Lúc 17 giờ là hai trận đấu. BKMX Bình Dương gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và trận đấu tâm điểm vòng 21 trên sân Lạch Tray giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu muộn nhất vòng này diễn ra trên sân Thống Nhất khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An. Với hầu hết các đội bóng thì đây đang là giai đoạn mà mỗi trận đấu không khác gì một trận chung kết. Trần Trung Hiếu, Trung Hiếu, Đinh Viết Tú, Mai Xuân Quyết. Đã có rất nhiều những đường truyền hỏng, truyền bóng 5 ăn 5 thua từ phía cầu thủ hai bên, đặc biệt là từ phía cao thủ Nam Định. Đường truyền luôn rất thiếu chính xác, 5 ăn 5 thua và đặt đồng đội vào thế khó. Minh Nghĩa, Đinh Tiến Thành đã có lỗi, pha phạm lỗi của Đinh Mạnh. Masare. Trận đấu vẫn tiếp tục. Paulo Pinto pha chọc khe cho Gustavo Santos, không vào. Rất may là Phạm Mạnh Hùng đã kịp thời cản phá cú dứt điểm của Gustavo Santos, một tình huống mà hàng phòng ngự của đội chủ nhà thi đấu không tập trung, chưa hề có lỗi việt vị của Gustavo Santos. Bẫy việt vị của Nam Định đã không sập ở pha bóng vừa rồi. Phản góc cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Và đánh đầu pha bóng lên của Minh Nghĩa. Không được. Rất khẩn trương, Đinh Viết Tú.
là một quả đá phạt chứ không phải ném biên. Bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Đông Á Thanh Hóa. Minh Nghĩa. Văn Hiếu. Văn Hiếu đã không thể thoát được vòng vây của ba cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Viết Tú. Mai Xuân Quyết. Pha đánh đầu Lam Tường. Không cầu thủ nào băng lên từ tuyến hai. Đã có pha phạm lỗi của Đình Mạnh. Cầu thủ Đông Á Thanh Hóa tổ chức đá phạt nhanh nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn yêu cầu chờ coi. Gustavo. Mai Xuân Quyết. Đường chuyền của Đinh Mạnh rất chính xác. Không được. Xử lý bóng như vậy thì rất khó vượt qua cầu thủ đối phương. Và ngăn cản là của Đàm Tiến Dũng. Quả tát bóng. Lỗi của Văn Hiếu. Lỗi việt vị của Gustavo Santos. Trần Trung Hiếu. Minh Nghĩa. Nam Định chơi với cặp trung vệ nội binh Minh Nghĩa và Phạm Anh Hùng, trong khi cặp trung vệ của đội khách là một nội một ngoại, đó là Minh Tùng và Gustavo. Mạnh Hùng. Trần Trung Hiếu. Phạm Anh Hùng. Tiếp tục là pha cắt bóng của Mạnh Hùng. Trung Hiếu. Đường chuyền xuống cho Victor Masarey. Cả Nam Định và Đông Á Thanh Hóa đều không sở hữu những cầu thủ tiền vệ chơi đầu óc và có thể tung ra những đường chuyền quyết định xuyên thủng hàng phòng của đối phương. Tính đột biến trong lối chơi của hai đội là không cao. Điều đó phần nào giải thích cho tới lúc này không có nhiều cơ hội được tạo ra và tỷ số vẫn đang là không đều trên sân Thiên Trường. Và đánh đầu pha bóng của Văn Hiếu. Ê,
chuyển mảnh là trợ lý Parasicevic của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, người mà thực tế trong thời gian qua đang trực tiếp chỉ đạo Đông Á Thanh Hóa. Người sẽ đá quả phạt này cho đội chủ nhà đó là Nguyễn Đình Sơn. Đình Sơn, bóng trúng chân cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa làm rào. Tiếp tục là pha đưa bóng vào của Đình Sơn. Cuối cùng thì không có gì nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Gustavo. Lê Phạm Thành Long. Đinh Tiến Thành. Minh Tùng. Victor Masaray, bóng đã ra ngoài sân. Trên sân Quy Nhơn và lúc này Top 15 Bình Định vẫn đang dẫn đội khách câu lạc bộ Sài Gòn 1-0. Minh Tùng. Rất nhiều đường truyền sòng, truyền hỏng của cầu thủ hai bên. Những đường truyền hỏng và cả những pha xử lý cá nhân lỗi. Paulo Pinto đường truyền xuống cho Gustavo Santos. Vẫn là cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Paulo Pinto, Gustavo Santos không được. Đánh đầu. Như vậy là lưới của đội chủ nhà Nam Định đã rung lên sau cú đánh đầu đập đất của Paulo Pinto. Tỷ số là 1-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội chủ nhà hơi mất tập trung. Phá bóng không quyết liệt. Paulo Pinto đã tận dụng được cơ hội. Đánh đầu tung lưới Trần Liêm Điểu. Cú đánh đầu hơi nhẹ nhưng bóng đi rất hiểm. Một lần nữa thì trong cuộc đọ sức giữa hai đội, Paulo Pinto lại lập công cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Ở trận lượt đi trên sân nhà, chính cầu thủ người Brazil này là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 và giữ lại một điểm cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu lượt về anh lại tiếp tục là người để lại dấu ấn. Bàn thắng thứ 7 ở mùa giải năm nay của Paulo Pinto. Rồi.
chuẩn bị đi đã. Với 7 bàn thắng đã ghi được thì Paulo Pinto chỉ còn kém Giovane Magno, Dư Mê Linh và Nguyễn Tiến Linh một bàn thắng. Dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League vào lúc này vẫn đang là tiền đạo Gordon Rimario của câu lạc bộ Hải Phòng với 16 bàn thắng. Một thành tích vượt xa so với các đối thủ. Chắc chắn danh hiệu vua phá lưới mùa giải năm nay sẽ thuộc về chân sút người Jamaica Gordon Rimario. Mùa giải hay nhất của anh kể từ khi sang thi đấu ở V-League. Gustavo Santos không việt vị, dứt điểm, không vào. Một pha vẩy má ngoài, hướng trái bóng vào góc xa nhưng không chính xác. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định đã mắc tương đối nhiều lỗi ở trận đấu ngày hôm nay. Một trong số đó đã được Paulo Pinto tận dụng thành công để mở tỷ số trận đấu này cho đội khách. Không hề có lỗi việt vị của Gustavo Santos. Quá nhiều khoảng trống cho Gustavo Santos ở pha bóng vừa rồi. Victor Mansare. Vẫn là Mansare. Mai Xuân Quyết, cơ hội. Nhưng pha hãm bóng vào ngực của Mai Xuân Quyết lại không gọn để anh có thể thực hiện cú dứt điểm tiếp theo. Và cũng một phần bởi các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã băng vào áp sát rất nhanh. Đã có lỗi của Gustavo Santos với Mạnh Hùng. Rất khẩn trương. Lại một đường truyền sai nữa. Quá nhiều đường truyền hỏng từ phía cầu thủ hai bên, đặc biệt là từ phía các cầu thủ chủ nhà ở trận đấu này. Gustavo. Mà thường lại là những đường truyền hỏng ở những pha bóng quyết định bên phần sân của đối phương. Trung Hiếu, lại là một đường truyền hỏng nữa như vậy. Pha phạm lỗi của Đinh Tiến Thành. Minh Tùng, phút thứ 70, vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa để đội chủ nhà tìm kiếm bàn thắng. Thêm một sự thay đổi cầu thủ nữa bên phía câu lạc bộ Nam Định. Mai Xuân Quyết đã rời sân. Trần Mạnh Hùng cũng rời sân. Như vậy hai cầu thủ được tung vào sân đó là số 17 Phan Thế Hưng và số 9 Hoàng Xuân Tân. Màn trình diễn rất kém thuyết phục của những cầu thủ ra sân trong đội xuất phát của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải có những sự thay đổi. Đang bị đau và lúc này là đội trưởng Phạm Anh Hùng. Anh Hùng vẫn đang là một trong những người chơi hay nhất trên sân bên phía câu lạc bộ chủ nhà Nam Định. Vậy lúc này đội chủ nhà Nam Định đã có 3 sự thay đổi cầu thủ.
Phan Thế Hưng. Không phải, đó là pha ném biên của Xuân Tân. Mansaray lại để mất bóng. Như vậy là trên sân Quy Nhơn, Topland Bình Định đã củng cố thêm chiến thắng cho mình. Họ đã có bàn thắng thứ hai vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Nếu Topland Bình Định giữ được chiến thắng và ngày mai nếu như Hải Phòng đánh bại được câu lạc bộ Hà Nội thì cuộc đua vô địch sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn trong những vòng đấu cuối. Viettel là đội bóng cũng không thể xem thường vào lúc này, thì họ càng thi đấu càng ổn định và cũng đang áp sát top đầu với 33 điểm. Và phối hợp không thành công của Đông Á Thanh Hóa. Viết Tú, Mạnh Hùng, Minh Nghĩa, Victor Mansaray và giật gót lại cho Đinh Viết Tú. Minh Hùng giật gót của Victor Mansaray cho Đinh Viết Tú là rất hay. Nguyễn Đình Sơn, Mạnh Hùng, Trần Trung Hiếu, Viết Tú, Phan Thế Hưng không hiểu ý nhau. Thế Hưng thực hiện pha chuyền xuống dưới nhưng Văn Hiếu đang đứng ở khá gần anh. Là cao thủ chủ nhà lại dễ dàng bị cắt đứt mà không thể đưa được bóng vào khu vực cấm địa. Rất nỗ lực, cơ hội có thể dứt điểm, hơi cầu toàn, cơ hội lại đến, dứt điểm không vào. Cơ hội rất tốt đã bị các cầu thủ Nam Định phung phí và xử lý khá bất ngờ. Người đã tung ra cú sút là Phan Thế Hưng. Và đây là tình huống xử lý trước đó của Đình Mạnh. Dành cho Đông Á Thanh Hóa, tình huống phạm lỗi ở giữa sân. Cầu thủ đang bị đau là Gustavo.
Minh Tùng. Pha trượt chân của Paulo Pinto. Phan Thế Hưng. Victor Mansare. Mansare làm gì? Dứt điểm. Vượt qua hai cầu thủ áo đỏ và Victor Mansare đã quyết định tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng đã bị một cầu thủ khác của câu lạc bộ Nam Định can thiệp và không thể thực hiện được cú dứt điểm như ý. Mansare đã thoát khỏi sự kèm cặp của Gustavo rồi sau đó là Minh Tùng trước khi tung ra cú dứt điểm. Trận đấu trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Đông Á Thanh Hóa chỉ còn hơn 10 phút nữa. Đội khách vẫn đang dẫn với tỷ số 1-0. Không được. Và xử lý khá mạo hiểm. Có lẽ là sẽ có thẻ phạt dành cho cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa, đó là Đinh Tiến Thành. Một tình huống phạm lỗi để ngăn cản một pha bóng phản công. Người đang bị đau đó là Hoàng Xuân Tân. Thẻ vàng dành cho Đinh Tiến Thành. Mạnh Hùng. Văn Hiếu. Minh Nghĩa. Xuân Tân. Minh Nghĩa. Gustavo luôn theo rất sát Victor Mansare. Một trận đấu mà Victor Mansare gặp rất nhiều khó khăn. Trung Hiếu. Đinh Viết Tú. Đinh Mạnh. Rất hợp lý. Và đánh đầu cản phá của Gustavo. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Thanh Diệp. Paulo Pinto. Đông Á Thanh Hóa phản công. Gustavo Santos. Và không chế lỗi của tiền đạo người Brazil. Văn Hiếu. Đinh Mạnh. Đinh Sơn. Trần Trung Hiếu. Phạm Mạnh Hùng. Phan Thế Hưng. Xuân Tân. Thế Hưng. Văn Hiếu. Đinh Mạnh. Trần Trung Hiếu. Mạnh Hùng. Trần Trung Hiếu. Đinh Mạnh. Mạnh Hùng. Đông Á Thanh Hóa trong những phút vừa qua nhường thế trận cho đội chủ nhà và họ lùi sâu đội hình để phòng ngự. Bóng lại đến chân các cầu thủ Nam Định. Không có nhiều phương án để khoan thủng khối bê tông rất
chắc chắn của Đông Á Thanh Hóa từ phía cao thủ Nam Định. Đường chuyền của Văn Hiếu, Gustavo luôn theo Victor Massare như hình với bóng. Xuân Tân, cự ly đội hình của câu lạc bộ Nam Định ở nhiều tình huống cũng không được hợp lý. Có rất nhiều tình huống khi bóng bật ra từ hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa nhưng Nam Định lại không có cầu thủ nào từ tuyến hai băng lên để dứt điểm dù có rất nhiều khoảng trống. Những phương án bóng hai chưa được tổ chức tốt từ phía cao thủ Nam Định. Trần Trung Hiếu cũng đang cố gắng thúc giục các đồng đội thi đấu máu lửa lên, quyết tâm hơn. Trận đấu còn chưa đến 10 phút nữa là kết thúc. Lúc này trên sân Quy Nhơn, Top Lane Bình Định đã nâng tỷ số lên 3-0 trước câu lạc bộ Sài Gòn. Chiến thắng chắc chắn đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Họ tiếp tục cuộc đua hướng tới ngôi vô địch. Trong khi câu lạc bộ Sài Gòn với thất bại này tiếp tục lâm nguy trước khi bước vào vòng đấu thứ 21, câu lạc bộ Sài Gòn chỉ hơn vị trí cuối bảng 2 điểm, họ băng điểm với câu lạc bộ Nam Định. Đinh Viết Tú, cuộc đua vô địch đang có 4 đội bóng và cuộc đua trụ hạng cũng có sự tham gia của 4 đội bóng. Cho dù trên lý thuyết thì những đội như SHV Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương, thậm chí cả Thanh Hóa nữa vẫn chưa an tâm trụ hạng. Nhưng với chiến thắng ngày hôm nay, nếu như Thanh Hóa giữ được chiến thắng thì họ sẽ an tâm trụ hạng hơn nữa. Phạt dành cho Đông Á Thanh Hóa. Đinh Viết Tú trong hành trình hướng đến tấm vé trụ hạng ở giai đoạn còn lại thì đây là một trong trận đấu được thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhắm đến là phải có 3 điểm. Nhưng lúc này thì họ đang đứng trước viễn cảnh sẽ trắng tay trước Đông Á Thanh Hóa, một đội bóng mà thực sự là không còn nhiều động lực phấn đấu ở thời điểm hiện tại. Minh Nghĩa, bên phía Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị có thêm hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp. Phạm Mạnh Hùng, Trần Trung Hiếu, Trung Hiếu, Phan Thế Hưng và phạm lỗi từ phía sau của Đinh Tiến Thành. Chính sở trường của Đinh Tiến Thành là trung vệ. Trận đấu ngày hôm nay thì anh đang được bố trí đá vị trí mỏ neo. Đông Á Thanh Hóa thay hai cầu thủ liên tiếp vào sân là số 7 Nguyễn Hữu Dũng và số 20 Nguyễn Trọng Hùng. Hữu Dũng và Trọng Hùng cũng đã từng khoác các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lê Phạm Thành Long là một trong hai cầu thủ rời sân cùng với Doãn Ngọc Tân.
Đông Á Thanh Hóa đang hướng đến trận thắng thứ 8 ở mùa giải năm nay. Đứng trước bóng là Xuân Tân. Hoàng Xuân Tân. Rất nguy hiểm, không vào. Pha băng vào không chiến là của Victor Mansare. Có vẻ như chân sút người Mỹ vẫn chưa thể chạm vào bóng ở tình huống này. Người bóng đã chạm đầu Victor Mansare. Không phải. Ở góc quay vừa rồi mới thấy rõ là Mansare chưa hề chạm bóng. Minh Nghĩa. Mạnh Hùng. Trần Trung Hiếu. Nam Định phải khẩn trương hơn. Thời gian không còn chờ đợi họ nữa. Không được. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Gustavo Santos. Mạnh Hùng đã phạm lỗi. Trình diễn kém thuyết phục trên sân nhà thiên trường của cầu thủ Nam Định. Và có lẽ các cổ động viên Thành Nam phần lớn đều đang tỏ ra khá thất vọng. Và can thiệp của Mạnh Hùng. Đông Á Thanh Hóa chơi cũng không phải là quá hay ở trận đấu ngày hôm nay. Họ cũng không hơn là đội chủ nhà là bao, nhưng quan trọng là cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã biết tận dụng cơ hội để ghi được bàn thắng duy nhất cho tới lúc này. Đó là khác biệt duy nhất được tạo ra bởi Paulo Pinto. Sau một cú đánh đầu đập đất, bóng thì không căng nhưng rất hiểm. Thêm một quả đá phạt dành cho Đông Á Thanh Hóa. Viên đội chủ nhà đã bắt đầu ra về thì trận đấu đã bước vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đứng trước bóng là Paulo Pinto và Đàm Tiến Dũng. Trước khung thành của đội chủ nhà đã có sự xuất hiện của trung vệ Gustavo. Đàm Tiến Dũng. Bây giờ sẽ là quả phạt góc dành cho đội khách. Nguy hiểm. Xuân Tân. Victor Mansare. Và khống chế rất vụng của Victor Mansare. Lúc này thủ môn Trần Liêm Điều đang bị đau. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 trận đấu này là 3 phút. Pha va chạm khá mạnh với Gustavo đã khiến thủ môn Trần Liêm Điều bị đau. Với chiến thắng ở trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 của Sông Lam Nghệ An với 27 điểm.
họ hoàn toàn yên tâm trụ hạng. Paulo Pinto, Đinh Viết Tú, một trong những cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà. Sẽ có một quả phạt dành cho câu lạc bộ Nam Định. Phản ứng nóng nảy của Đinh Tiến Thành sau khi bị thổi phạt, và cầu thủ này đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Đinh Tiến Thành đã bị chốt quyền thi đấu với hành động thiếu kiềm chế, phản ứng quyết định thổi phạt của trọng tài. Đông Á Thanh Hóa sẽ chỉ còn 10 cầu thủ ở những phút thi đấu bù giờ cuối cùng. Rất may đây đã là những phút cuối cùng, không đó sẽ là một tổn thất rất lớn với Đông Á Thanh Hóa chỉ vì một phút thiếu kiềm chế của Đinh Tiến Thành. Quả phạt dành cho câu lạc bộ Nam Định, một trong những cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà, một trong những hy vọng cuối cùng. Đứng trước bóng là Hoàng Xuân Tân. Xuân Tân không có gì nguy hiểm. Xuân Tân rất khẩn trương. Đình Sơn, hy vọng cuối cùng của đội chủ nhà. Tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp đã từ chối bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ Nam Định. Và ngay sau tình huống đó thì trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã nổi còi để kết thúc trận đấu trên sân Thiên Trường. Chiến thắng kịch tính dành cho Đông Á Thanh Hóa nhưng mà xứng đáng nhờ pha lập công của Paulo Pinto, người đã bỏ lỡ cơ hội ở đúng giây cuối cùng vừa rồi, có lẽ là Đinh Viết Tú, và dứt điểm cận thành. Và đúng là không thể tin được là thủ môn Thanh Diệp lại có thể cứu thua ở tình huống như vậy. Rất tiếc cho cao thủ Nam Định. Đây cũng là một chiến thắng xứng đáng dành cho Đông Á Thanh Hóa. Họ sẽ hoàn toàn yên tâm trụ hạng với 3 điểm có được ở trên.